Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Hoa hậu Trương Tri Trúc Diễm ly hôn với ông xã Việt Kiều. Cách đây ít phút, Hoa hậu Trương Tri Trúc Diễm bất ngờ xác nhận đã ly hôn với chồng sau 2 năm nỗ lực hàn gắn khiến người hâm mộ vô cùng sốc. Hiện cả hai đã hoàn thành xong các thủ tục, đều có cuộc sống riêng của mình. Dưới bài viết, rất đông bạn bè người hâm mộ gửi lời động viên Trúc Diễm. Hoa hậu Trúc Diễm xác nhận ly hôn với ông xã Việt Kiều. Cụ thể, Hoa hậu Trúc Diễm cho biết, dù rất buồn nhưng cô tin rằng đây là quyết định tốt nhất, cả hai vẫn sẽ là những người bạn tốt của nhau. Tuy họ đã không còn cùng nhìn về một hướng nhưng vẫn sẽ cầu chúc những điều tốt nhất cho đối phương. Dù đã cố gắng hàn gắn nhưng do bất đồng quan điểm nên cả hai không thể cứu vãn cuộc hôn nhân này. Chào cả nhà, Diễm và John mong rằng cả nhà sẽ vừa có một mùa Giáng sinh an lành bên gia đình. Mặc dù rằng dịch Covid vẫn còn đang diễn ra ở khắp nơi trên thế giới và chúng ta đều phải học cách thích nghi với những thay đổi mà cuộc sống đem lại. Dù là thử thách không dễ dàng gì thì nó cũng sẽ giúp mọi người hiểu thêm về bản thân mình cũng như trân trọng hơn về giá trị của cuộc sống, giá trị gia đình, tình bạn, tình yêu. Những lời này không hoàn toàn dễ dàng. Nhưng sau 2 năm nỗ lực hàn gắn nhưng bất đồng cá nhân mà không thể có cách cứu vãn. Hôm nay Diễm và John xin thông báo chúng mình đã chính thức ly hôn. Tuy rất buồn nhưng điều này đã là quyết định tốt nhất. Diễm và John vẫn sẽ là những người bạn tốt trong cuộc sống của nhau. Tuy không nhìn cùng về một hướng nhưng vẫn sẽ cầu chúc những điều tốt nhất cho nhau. Người đẹp bộc bạch. Trúc Diễm và chồng cũ John vẫn sẽ là những người bạn tốt trong cuộc sống của nhau sau khi đường ai nấy đi. Cuối bài viết, Trương Tri Trúc Diễm cũng gửi lời cảm ơn đến mọi người trong suốt thời gian qua đã luôn dành những tình cảm quý mến cho cả hai vợ chồng. Diễm muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tình cảm tốt đẹp của mọi người dành cho Diễm và John. Cũng xin phép sẽ không trả lời phỏng vấn và giữ sự riêng tư cho cá nhân mình, cũng như hai bên gia đình. Rất mong sự cảm thông từ tất cả mọi người, nàng hậu tâm sự. Hiện người đẹp đang sống tại Mỹ. Vào tháng 6 năm nay, Hoa hậu Trương Tri Trúc Diễm đã chính thức lên đường sang Mỹ định cư. Được biết chồng cũ của Trúc Diễm sinh sống tại Mỹ, cô đã lên kế hoạch và hoàn thành các thủ tục định cư từ năm 2017. Nhưng đến hiện tại mới quyết định lên đường. Thời điểm ấy, người đẹp còn bày tỏ rằng ông xã và gia đình anh rất ủng hộ việc cô đổi môi trường sống. Tuy nhiên, khi sang Mỹ chưa được bao lâu, cả hai quyết định ly hôn khiến khán giả thắc mắc không biết người đẹp sẽ tiếp tục sống tại đây hay về Việt Nam. Hiện tại, nhiều khán giả và bạn bè đều gửi những lời động viên cô mạnh mẽ vượt qua các thử thách trong cuộc sống. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.